đầu quá. Rồi. Xin mời. À đó, u à. Rồi. Rồi, sao nói đi. Ở đâu tới? Ở ngoài Đắk Lắk mà hiện thì Ê Hà Leo ở 82, thị trấn 82. À, ở trên đó khu người dân tộc hay sao? Không, ở ngoài dân chứ không phải là ở dân tộc. À, dạ. Người dân hả? Ở ngoài thị trấn đó. Ừ. Dạ. Rồi nghe người ta đi về, người ta cũng nói vậy, tình hình như thế này vậy á. Rồi nên mới cố gắng để đi vào đây, để chữa bệnh cho bớt bệnh. Rồi nếu mà bớt bệnh rồi thì cảm ơn tất cả mấy thầy ở đây. Ừ. Thì đã chỉ dẫn mình làm. Rồi. Và cho nó bớt bệnh cho khỏe tay chân mình để mình về mình ngủ cho ngon, ăn cho sướng. Bị từ lúc nào? Dạ nay nó 4 năm rồi, gần 4 năm rồi. Bà bị sao ban đầu là sao? Ban đầu tiên là sao cứ nó cái lưng cứ nó đầu nhói à. Ừ. Rồi cái tới chừng cái 1 tháng sau cái 2 cái chân. Cứ uống thuốc, bà cứ uống thuốc nó bán mình, rồi đi mua bảo hiểm, rồi đi xuống bệnh viện huyện, rồi lên bệnh viện tỉnh. Ba cũng không bớt không gì hết. Dạ. Rồi họ nói bị gì? Nói là gai cuộc sống, đồ đốt sống cổ, đốt xuống lưng gì tùm lum, đồ ở dưới chân đây là thái quá khúc. Rồi hồi hôm qua giờ học á, ở đây là thầy Kiên dặn là ăn 16-8 rồi hút không khí rồi chườm đá có làm không? Dạ bây giờ thì mình vô đây mình ở cái nhà nó không có phương tiện. Nhỏ quá, dạ vô đây ở nhờ họ. Nhỏ quá không có cái chỗ nào mà để mình ra mình hết. Khi mà nếu mình mở cửa ra sớm quá thì sợ mình động người ta ngủ, bà con ngủ nên không dám mở. Để tao làm cho bớt bệnh xong đi. Rồi về nhà mình muốn làm cái gì mình làm. Tại vì thực ra là khi mà mình học á thì chữa thì nó sẽ có kết quả. Dạ. Rồi mình về mình tập luyện nó cũng sẽ có hiệu quả, nhưng mà cái hiệu quả đó ở một cái mức độ thôi. Dạ. Cái chính của bệnh mà về các cái gai cuộc sống rồi thoái quá cuộc sống á, dạ, thì cần phải có cái phương pháp mà ăn cho nó đúng mức. Dạ. Thì ở đây á, mà cái hay nhất mà có thể tái tạo được cái bộ khung xương đó đó, dạ, là cái ăn 16-8. Dạ. Rồi hút không khí. Dạ. Rồi chườm đá. Dạ. Nhưng mà nhớ là ăn 16-8 nhưng mà buổi trưa đó, dạ, là phải ăn uống cho thật là đầy đủ. Dạ. Buổi chiều cũng vậy, ăn cho đầy đủ. Dạ. Mình chỉ không ăn sáng thôi chứ. Dạ. Còn cái buổi trưa với buổi chiều ăn cho nó tốt. Dạ. Thì đừng, dạ, đừng có ăn chay nha. Dạ. Thì như vậy mình ăn có thịt có cá đàng hoàng thì nó mới tái tạo cái tế bào xương mới cho mình. Dạ. Dạ. Như hôm qua lần đầu tiên vô đây ở ngoài đây người đây thấy vậy. Ừ. Cái thảm lắm. Ừ. Bắt đầu tiên cái xong cái tới đây rồi tới. Ừ. Thầy Bảy rồi. Ừ. Vô cái thấy cảm thấy mình con người mình nó phải thắng mà chân cản đường đó cũng được. À, tức là vừa nhờ mấy thầy này giúp trước rồi. Dạ. Thì thấy sau, nó dễ chịu. Dạ thấy dễ chịu. Về đêm hôm về nó thẳng ra buồn ngủ ngon, ngủ rất ngon, nhưng mà đỡ đi ra ngoài rồi. Dạ, đỡ đi mình, tiểu á. Dạ, ý là mình nói cho lịch sử chút là đỡ ra ngoài. Ừ. Dạ. Rồi thấy cảm thấy sáng ngày đi thì Ngọc lên trên xe là do cái đường xa quá rồi khách. Ừ. Người ta đi đông đường quá mình cứ hai cái chân mình để mình ngay ra giày. Ừ. Cho nó đỡ đau đỡ bớt cái chân. Ừ. Mình cứ ái giày và từ rồi đó vô đây tới đây là. Ừ. Nó xa quá nên rồi, ngồi xích vô đây một chút xíu đi lại cho thấy cái cây đẹp hả, cho thử rồi hả, rồi đúng rồi dính hết rồi. Sao? Hôm qua khóc như sao? Hôm qua thầy Bảy bấm nó đau gì mà nó đau không chịu nổi. Rồi cứ nó mất nó tẩy ra đau quá, đứt ruột. À, tại vì bấm đau quá khóc chứ không phải là tự đau khóc à. Thầy Bảy bấm đau quá vậy mà. Đau vậy mà nó lại bớt nghe thầy. Hôm qua đau gì mà nó đau. Hầu mới hôm là cứ biết không ngầu trên giường vậy là bước xuống giường một cái là y như là nó cụp. Nó cụp cái chân xuống nè. Ừ. Rồi cái ngầu một đấu mà lâu mình chơi với mấy đứa cháu vậy là ngầu vậy chơi vậy là đứng dậy là hai bên bông bông chích này nè. Nó đau mình lại nóng. Nó nóng nè. Dạ. À, bây giờ còn nóng không? Giờ hết nóng rồi. Rồi. Bây giờ bà đi thử coi. Đi qua kia. À, cái lưng bị nặng quá ha. Cứng luôn cái lưng rồi.
Đi là mình chẳng chỗ đây là nó vẫn còn bị bên nào nhiều? Dạ bên đây nhiều hơn. Bên trái nhiều hơn dạ. Ha. Rồi. Bây giờ nằm sắp úp cái mặt vô đây. Rồi. Xuôi hai tay xuống. Bên trái. Cứ thả thẳng chân thẳng bình thường, đừng có gì. Đã lỏng ra, lỏng ra. Đây đau không? Đau không? Có đau không? Không. Đau không? À. Đau đây không? Đây đau không? À, cái này nó sệ xuống rồi. Đúng rồi. Nè. Nó cái này nó ghê, nó sệ cái xuống cái xương chậu nè. Thấy không? Nằm im. Rồi, hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Cứ nằm yên. Nằm yên. Rồi, được rồi. Rồi, bây giờ ngồi dậy đi. Nghe làm sao rồi? Rồi, nghe sao rồi? Em im hả? Rồi, giờ nằm quay qua đây đi. Ok, rồi xích xuống chút. Đó, được rồi đó. Rồi. Đã lỏng ra, đừng gồng. Mềm vậy đó. Đó, mềm. Nằm yên. Rồi bẻ đi. Yên. Trái quay qua đây đi, xoay qua đây, xoay nghiêng qua đó. Đó, nằm nghiêng qua, xích bơ qua đây chút. Đó rồi, thả lỏng đừng gồng, thả lỏng ra. Rồi 1, 2, 3, mạnh cái nữa cho nó chết luôn. 1, 2, 3. Trời đất ơi, sao nằm ngay rồi, nghe sao rồi. Bây giờ ngồi dậy, quay đầu qua nằm bên kia đi.
lấy cây. Sửa được gói lại cái. Dạ, bên đây ít hơn ha. Dạ. Bên kia nhiều hơn ha. Dạ. Rồi, ngồi dậy đi. Rồi, ngồi thông thông chân xuống, đi xích vô chút thôi. Đó, vậy đó cứ bình thường. Dạ, thả lỏng ra, đừng gồng. Cái chân thả lỏng, đừng gồng. Đừng gồng. Chân gần bên cứng đờ thôi nè. Rồi, bây giờ đi lại bình thường đi. Ôi giời. Đấy. Đi mạnh lên. Đó, rồi. Ngon lành này không? Đi nhanh lên. Đó. Ơ. Giỏi quá. Trời ơi, ngồi đây. Ngồi đây. Rồi, bây giờ sau khi chỉnh xong rồi cảm giác sao rồi? Cảm giác nó khỏe hơn. À, khỏe nhiều hơn. Khỏe nhiều hơn. Mà đỡ đau hơn. Như tôi dặn nha. Dạ. Như tôi dặn đó thì cần phải là thực hiện. Dạ. Chuyện ăn 16-8. Dạ. Rồi chuyện hút không khí. Dạ. Rồi chườm đá. Dạ. Chườm đá thì mình sẽ tập trung chườm á, thứ nhất á. Dạ. Là cái gan là đúng là phải chườm rồi. Dạ. Rồi chườm cái hai cái cuộc sống này nè. Dạ. Để cho nó. Dạ. Nó máu huyết nó dẫn lưu tốt. Dạ. Ở đây hướng dẫn cho cái cách mà chỉnh cái cuộc sống lưng á. Dạ. Rồi đồng thời cái đầu gối á thì cũng. Dạ. Vậy phải chịu khó chườm cái đầu gối. Dạ. Ha, chườm hai cái đầu gối cho nó đàng hoàng. Dạ. Ha. Ý như là bây giờ là buổi sáng là mình chườm buổi lưng dưới gan. Rồi. Buổi tối là mình chườm đầu gối rồi đó. Nhưng mà tối ngủ thì chườm đầu gối. Dạ, tối là ngủ chườm đầu gối. Không, như anh hỏi vậy hơn chút nữa. Tự nhiên bây giờ mình không có tiền mình mua cái đầu. Không có tiền mua cái nồi thì mình nấu nước. Nấu nước được không? Được, nấu nước sôi mà. Dạ. nấu hơn nửa tiếng. Dạ, nấu hơn nửa tiếng. Rồi mình chôm thôi. Rồi mình chôm thôi. Ừ. Dạ. Nhưng mà đừng có lò, dùng lò vi sóng thôi, được rồi. Dạ, dạ. Ha? Dạ. Rồi, ok. Dạ. Rồi, thôi cảm ơn. Dạ, cảm ơn nhiều lắm. Dạ, rồi. Rất nhiều. Hốt đi anh em. Chôm gan nào anh em.